Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại Phương Nam Mobile nhé. Thì hôm nay em về được một ít sản phẩm này muốn giới thiệu cho tất cả anh em. Anh em nào muốn mua hàng thì hãy theo dõi hết clip của em nhé. Đầu tiên thì em giới thiệu lại cái quy trình làm việc bên em là cọc trước phí ship 50-100.000 tùy theo giá trị của máy nhé. Nếu giá trị của máy em là trên 4 triệu thì anh em sẽ phải chịu phí ship là 100.000 và dưới 4 triệu là 50.000 nhé. Toàn quốc đều như vậy. Anh em nhận hàng anh em được test máy ok nên thanh toán nhé. Nhớ một ship code hoặc là anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng. Đây. Hình ảnh cửa hàng em đây, 126 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội nhá. Cửa hàng điện thoại Phương Nam Mobile. Anh em mua hàng cứ nhắn tin vào fanpage Phương Nam Mobile giúp em nhá. Đây. Đây fanpage của em này. Em hay đăng hàng trên này nhá. Anh em mua hàng thì cứ nhắn tin trên này cho em nhá. Ở fanpage Phương Nam Mobile em có để đường link ở phía dưới ấy. Đây. Bán hàng đây. Hình ảnh bán hàng đấy cho anh em. Đó, ok chưa? Nhiều khi còn không có thời gian mà đăng mà quay video với cả chụp ảnh các thứ thông tin khách hàng ấy. Đó, ok chưa? Thì đây là phiếu bảo hành bên em đây. Số điện thoại thì dùng duy nhất số điện thoại trên màn hình anh em 0368602 nhá. Không dùng bất cứ số điện thoại nào khác nha anh em nhá. Mọi số điện thoại khác liên hệ với anh em là không phải kênh của em hoặc là lừa đảo. Nói thẳng như thế luôn. Và nếu mà anh em mà sử dụng hoặc là gọi điện cho số điện thoại khác ấy, mà sau này bảo em bảo hành thì tức là em không bảo hành đâu, khẳng định là anh em là như vậy. Tại vì em không dùng bất cứ số điện thoại nào khác. Em chỉ bán duy nhất một số điện thoại 0368 60 4-2-2222 trên màn hình nhé. Anh em có thể đến trực tiếp 126 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc là qua Facebook Bùi Phương Nam, fanpage Phương Nam Mobile thì em có để đường link phía dưới. Fanpage thì nãy cho anh em xem rồi. Ok chưa? Đây, cho anh em xem lại một lần nữa. Đây, fanpage Phương Nam Mobile này. Đấy, ok chưa? Đây, ok chưa? Nhắn tin vào fanpage này nha anh em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em là XZ3 hôm nay quá là rẻ luôn. XZ3 nhé. So với hôm kia thì rẻ hơn được 500.000 nha anh em nhé. XZ3 đây, Sony XZ3 rẻ hơn được tận 500 anh em nhé. Đấy, XZ3 nguyên zin nguyên áp suất nhá anh em nhá, màn đẹp nhá anh em nhá, nguyên zin nguyên áp màn đẹp nhá. Đó, nguyên zin nguyên áp màn đẹp, ok chưa? Đấy, bản này là bản Shopbank và không có logo gì nhá anh em nhá. Hàng zin đẹp, nguyên zin nguyên áp suất đẹp thì hình thức nó hàng zin nó chỉ được tầm 98-99% thôi anh em nhé. Đó, 97-98-99% tùy từng con. Đó, anh em mua hàng thì em sẽ chụp ảnh chi tiết cho anh em. Ok chưa? Anh em ok thì cọc và nhận hàng, anh em test máy ok thì thanh toán. Không bao giờ phải lo anh em nhé. Đấy, chạm hai lần. Cái này nó hay chạm hai lần, đây là nó hiện cái cảm biến bên này, anh em thấy không? Cái cảm biến bên này. Đấy. Đấy, cảm biến bên. Cấu hình cái con này là RAM 4, bộ nhớ 64GB và chạy chip Snapdragon 845 nhá. Và màn con này màn rộng hơn XZ2 nhá anh em nhá. Màn rộng hơn XZ2. Giá màn của nó là 6 inch. Màn con này tận 6 inch và màn cong. Đó, anh em nhìn thấy màn cong không? Màn 6 inch và màn cong nhá anh em nhá. Và độ phân giải của nó cũng hơn. Độ phân giải của này là 2K+. Con màn này đắt hơn màn XZ2. Con máy này thì so với XZ2 thì nó đắt hơn cái màn. Đó, nếu anh em quan trọng về màn, ví dụ xem nó sắc nét hơn, màn rộng hơn thì anh em có thể tham khảo con này nha anh em nhé. Giá con này ấy, thì là giá cũ hôm trước là 4.300.000 thì lần này rẻ hơn được tận 500.000 là còn 3.800.000 nha anh em nhé. 3.800.000 Sony XZ3 hàng nguyên zin nguyên áp suất, pin 3.300 và có sạc nhanh nha anh em nhé. Đó, Sony XZ3 màn cong, màn 2K+ luôn anh em ạ. Đó, ok chưa? XZ3 màn cong 2K+. Đây. Và XZ2 thì em còn XZ3 thì về được màu xanh này, mận chín rất là đẹp này, trắng này, đen này, mận chín này, ok chưa? Đó, anh em thấy không? Ok chưa? Còn XZ2 thì em nhìn còn duy nhất một cây đâu rồi. XZ2 đây rồi. XZ2 còn duy nhất một cây nha anh em nhá. XZ2 còn duy nhất một cây màu trắng. Đó, con này thì khác với XZ3 tại vì màn của nó là màn Full HD cộng nhá, không phải màn 2K nha anh em nhá, không phải màn 2K. 2K cộng ấy. XZ3 là 2K cộng, con này Full HD cộng nhá anh em nhá. Màn con này thì nhỏ hơn màn 5.5 inch thôi. Và màn con này là LCD. Màn LCD. Đó, màn LCD. RAM 4, 64, chạy chip Snapdragon 845. Còn duy nhất một cây nhá anh em nhá. Camera 19 chấm và 5 chấm. Pin 3180mAh. Giá bán là 2.750.000 nhá. Một sim nhá. Sony bên em toàn một sim nhá anh em nhá. 2.750 nhá. Ok chưa? XZ3 thì cao hơn 1 triệu, 3 triệu 8. Đó, 3 triệu 8. Ít chưa? Màu con này nó cũng đẹp hơn. XZ3 em thấy màu đẹp hơn nhá. Đây, màu mận chín đây. Đây, XZ3 nha anh em nhá, màu đen này. Đấy, anh em mua hàng cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của em
0368 60 42. Đó, đây là con S9 Blue. S9 Blue đây anh em mua hàng nhắn tin vào fanpage Phương Nam Mobile nhá. Đây S9 Blue này. Số thoại em là 0368 60 2222. Đây chỉ sợ các chú các bác nhầm lẫn thôi, còn anh em giới trẻ thì đọc qua một lần là biết rồi. Đây các chú các bác hãy chụp ảnh màn hình lại nhá. Và gọi điện số điện thoại này. Đó, bên Phương Nam Mobile chỉ dùng duy nhất số điện thoại này nhá. S9 Blue bản Nhật một SIM nguyên zin app, chạy con chip Snapdragon nha anh em nhá. Bản Nhật thì nó chạy chip Snapdragon, nó không như bản Hàn hoặc bản Việt. Đó, bản Hàn bản Việt là chạy chip Exynos nhá anh em nhá. Thì cái con này có vân tay, có bóng mắt, có nhận diện khuôn mặt, màn đẹp không ám mố nhá. Thì bán giá con này là 4.950.000, có duy nhất một con bản 664 nhá. Đó, chạy con chip Snapdragon 845, màn thì tất nhiên là màn con này là Super AMOLED rất là đẹp. Màn 6,2 rộng 6,2 inch và độ phân giải cũng của nó cũng là 2K cộng nha anh em nhá. 2K cộng. Camera sau là có 2 camera 12 chấm. Vân tay đây. Camera trước con này là 8 chấm anh em nhá. Pin là 3500mAh và có hỗ trợ sáng nhanh. Đó, giá bán thì chỉ có 4.950.000 thôi. 4.950.000 nha anh em nhá. Phiên bản RAM 6 của 64 nhá. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần dưới này. Phần dưới thì giới thiệu cho anh em XZ1. XZ1 thì bán cho anh em hàng này là hàng chất nha anh em nhá. Hàng này hàng chất. Nguyên zin nguyên áp. Đó, nguyên zin nguyên áp suất. Màn đẹp không phản quang, hình thức đẹp 98-99% cho đến keng, tùy anh em đánh giá. Nói chung là hàng vỏ zin, men zin, màn zin, biên zin. Đó, ok chưa? Máy zin nguyên áp suất, còn kháng nước kháng bụi cho anh em. Đó, về rất là nhiều. Giá cũ là 2.450 thì bán giá bây giờ hiện tại chỉ có 2.250 thôi. 2.250 anh em sở hữu con này là RAM 4GB, bộ nhớ con này là 64GB nha anh em nhé. Đó, chạy chip Snapdragon 835, bây giờ thoải mái vẫn cho anh em dùng ổn định. Đó, màn 5.2 inch Full HD. Camera con này 19.13. Pin là 2700 nhá anh em nhá. Có sạc nhanh nhá. Đó, có sạc nhanh. Đây là đa số là bản Softbank nhá. Có cả AU nhá. Anh em thích bản nào mua bản nào. Đó, Softbank thì nó không có logo. Đây cho anh em xem hai con, ví dụ như hai con này đi. Hai con cùng màu trắng đi. Đây. Còn AU nó sẽ có logo AU này. Softbank nó sẽ không có logo này anh em ạ. Đó, anh em thấy không? Nó không có nữa. Còn hình thức thì tương đương nhau. Đó, anh em thích loại nào thì là ok loại ý thôi. Đó, thích loại nào ok loại ý thôi. Em cứ thích loại nào thì liên hệ với em. 2.250.000. Anh em sở hữu con RAM 4, 64 và chạy chip Snapdragon 835 nhá anh em nhá. Tiếp theo là con iPhone XL. XL bản quốc tế này. Đây. XL bản quốc tế nhá anh em nhá. Máy con này là 64GB. Máy quốc tế, máy zin. Máy zin thì con này em bán giá là 7.700.000, còn duy nhất một con màu đen, 7.700.000 nhá. Hết pin em chưa sạc không? Đây. Con này giá cũ 9.3 đây. Con này bán rồi nhá anh em nhá. Bán rồi và khách lại lên đời. Đó. Khách hàng mua của em xong bây giờ lại lên đời mua mã cao hơn nhá anh em nhá. Thì em bán lại cho anh em con này. Đó. Bán lại cho anh em con này. Em như là khách hàng lên đời thì em mua lại con này đúng không ạ? Mua lại con này và bán lên đời cho anh em thì mua lại nó được rẻ hơn thì em sẽ bán cho anh em rẻ hơn. Đây là con iPhone vỏ 12. Đó, vỏ 12 và trong ruột của nó là XL. XL 128GB nha anh em nhá. XL 128GB. Đây anh em thấy không? iPhone XL này. Đó anh em thấy không? iPhone XL 128GB nha anh em nhá. Đó, giá của nó giá cũ 9.3 này. Thì con này giảm cho anh em tận 500.000 nhá, 8.8 nhá. 8.8. 8.8 iPhone XL độ vỏ 12 nhá. Đó, vỏ 12 vuông này anh em nhìn hình vuông này. Vỏ vuông. Tất cả mọi chức năng ok hết nha anh em nhá. Đây Face ID này. Face ID ok hết nhá. Đó, Face ID ok hết. Mọi chức năng ok hết, cam cũng ok hết nha anh em nhé. Đây, cam cũng ok hết. Đó, flash cũng flash độ luôn nha anh em, không phải lo flash đó. Đấy anh em thấy không? Flash độ luôn. Đó, chứ không phải anh em không phải lo flash. Đây nhìn qua thì nó nhìn nó hơi chói đúng không anh em? Đó, flash độ luôn nhá. Máy tất cả mọi chức năng không lỗi lầm, bán giá cho anh em là 9.3 triệu. Máy XL 128GB độ vỏ 12. Duy nhất một cây, máy zin nhá anh em nhá, men zin, màn zin. Đó, vỏ độ. Anh em thích sang trọng thì dùng con này. Vừa tầm tiền, cấu hình XL anh em dùng thoải mái. Pin XL ok. Đó. Ok chưa? Giá là 8.8 triệu nhá. 8.8 triệu. Đây là con XS mất phấn. Giá cũ 8.3 triệu, giá bán cho anh em 8 triệu. Anh em nhìn thấy không? Cam nó hơi mất phấn thôi. Anh em nhìn, đấy, anh em nhìn thấy không? Nó không đen xì, nó hơi mất phấn thôi. Tất cả mọi chức năng chụp ảnh ok hết nhá. Cảm ứng hoặc là cam cũng ok hết. Máy nguyên zin, giá bán là 8 triệu. Bán 7 triệu 9 cho anh em. 8 triệu 3 mới bán 7. Con này là XS
Hết pin anh em ạ. Đây là XS 256GB màn lô. Giá cũ là 78 triệu 1 này, đây bán 7 triệu 8 này. Đó, màn lô anh em nhá. Màn lô tất cả mọi chức năng ok, cảm ứng ok. Đó, hiển thị ok nhá anh em nhá. Main zin. Đó, main zin vỏ zin. Thì con này mỗi cái màn lô thôi. Anh em lưu ý giúp em nhá. Bên Phương Nam Mobile ấy, chỉ một là màn lô, hai là màn zin. Đó, không có giới thiệu cho anh em là màn OLED hay màn LCD hay là màn HEC hay là màn GX hay là cái gì đó. Đó, thì rất nhiều anh em trên thị trường hiện nay là bị lừa. Đó, có nghĩa là họ sẽ không báo anh em màn lô đâu. Nếu mà màn zin con này 256GB thì nó báo bán khoảng tầm độ 9 triệu. Đó, khoảng độ 9 triệu. Đó, thì tự nhiên anh em thấy không, em bán 7 triệu 8 này. Và khi họ báo màn zin ấy, họ bán 9 triệu thì di cái tiền màn đấy tranh nhau, họ đã lãi được khoảng tầm 1 triệu 2 rồi. Đó, họ đã lãi khoảng tầm 1 triệu 2, họ lãi rất nhiều. Nên sẵn sàng họ fix cho anh em 100, 200 là chuyện bình thường. Đó, ok đúng không anh em? Nhưng mà thực sự ra là anh em bị lừa, bởi vì là anh em mua màn zin, mua máy zin thì lại bị lừa lại màn lô. Đó, nên anh em cứ gọi là cảm thấy tin tưởng bên nào thì mua. Kể cả em cũng vậy. Em khuyên thật anh em là nếu mà anh em chưa tin tưởng thì anh em không nên mua của em, đúng không ạ? Bao giờ anh em cứ xem video, bao giờ tin tưởng thì đặt mua. Còn đã tin tưởng nhau rồi thì phải hoàn toàn tin tưởng. Còn nếu mà không tin tưởng nhau, không mua. Đấy, ok cho anh em. Chứ còn bảo anh tin tưởng, anh muốn mua của em nhưng mà lại sợ cọc 50.000, cọc 50.000 đến 100.000 ấy, thì là để bên em tránh là bên đối thủ, tránh bên đối thủ gọi là nó đặt đơn ảo, anh em hiểu không? Ví dụ như một ngày đối thủ của em là thấy em bán hàng ok, cạnh tranh với nó các sản phẩm này, nó sẽ đặt đơn ảo cho em 20 đơn. Ví dụ như thế chẳng hạn, thì một ngày 20 đơn ý, em mất phí ship đi hoàn về. Nếu mà không bắt cọc ấy thì em sẽ mất cả phí ship, phí hoàn này, phí bảo hiểm này, và kèm theo là máy của em nó cứ trôi nổi trên trường, thị trường nhá, trên đường đi ấy. Ví dụ như em gửi tầm độ là mất, ví dụ xa mất 3 đến 5 hôm, có những nơi 7 hôm, thì nó hoàn về nó mất khoảng độ chục hôm nữa, là hơn nửa tháng, thì ai mà nghe được đúng không anh em? Anh em gọi là đã tin nhau, anh em cọc cho em 50 đến 100 nghìn tùy theo giá trị của máy, và đến nơi em gửi đến cho anh em có video đóng hàng, có phiếu bảo hành, có email, thì anh em có được test máy nữa, anh em được mở máy lên và test máy nhá. Đó, kiểm tra đúng máy thì mới nhận nhá. Con này em bán giá là XS màn lô 256GB 7 triệu 8. Zin nó khoảng tầm độ 8 triệu rưỡi. Đây. Đây là bộ ấy thôi, đây là cái lông thảm thôi. 8 triệu rưỡi nha anh em nhá. 8 triệu 2 cho đến 8 triệu rưỡi tùy từng con. Đây là XS Max màn lô đây. XS Max màn lô, đây cho anh em xem cái con XS Max màn lô nhá. Đó, XS Max màn lô thì em còn duy nhất một cây màu trắng. Đó, màu đen hôm trước thằng em ủng hộ. Đó, đang gửi hàng cho em rồi. Đó, màu trắng nhá. Tất cả mọi chức năng ok hết nhá. Đó, cam cũng ok hết. Cảm ứng ok hết nhá. Fade đi ok nhá anh em nhá. Đó, fade đi ok luôn. Đó, đúng không ạ? Thì cái con này bây giờ cho anh em xem đây, để như này. Thì hoặc là gửi về cho các chú các bác thì làm sao biết được con nào màn lô hay là con nào mà zin hay như nào. Có rất nhiều người biết nhưng có nhiều người không biết. Quan trọng là người bán người ta có thật thà hay không, người ta có nói với anh em hay không thôi. Còn rất nhiều người ta đặt cái lợi ích lên hàng đầu, người ta sẵn sàng lừa đảo. Đó, đấy là một cách lừa đảo gọi là nó không phải. Đấy, nói chung là tùy anh em nhá. Đây con này là XS Max màn lô, em bán giá 9 triệu rưỡi nhá. Pin pin tốt luôn. Con này pin tốt luôn. Pin hình như 90%. Đấy, pin 90% nhá. Còn duy nhất một cây nhá, hình thức vỏ hay xấu. 9 triệu rưỡi. Còn hàng zin em cũng có nhá. Hàng zin thì em giới thiệu cho anh em đây. Hàng zin giới thiệu cho anh em. Đợi tí. Đây 8 Bluetooth, pin 84% là pin zin ấy. Pin zin bây giờ chỉ được 84% thôi anh em ạ. Đó, 85, 84. Đó, thì còn con này màu trắng em bán giá cho anh em 6 triệu 6 nhá. 6 triệu 6. Hình thức đẹp. Pin zin của nó 84%, màn zin nha anh em nhé. Vân tay mọi thứ chức năng ok hết, không lỗi lầm. Đây còn iPhone X này, con này là con chất. Thực sự ra là con này em nhập giá rất là cao, nhập chất, nhập từ lâu rồi, nhập hàng chất từ lâu rồi, và bán hàng chất này thì thực sự ra là khó hơn. Đó, giá con này là 8.4 triệu này anh em, 8 triệu này, 7.8 triệu nhá, bán cho anh em này 7.8 triệu nhá, anh em nhá. iPhone X nhá, pin mới 100% nhá, máy đẹp này, anh em thấy máy đẹp không? Đó, máy đẹp nhá. Pin mới 100%. Ok cho iPhone X nhá. Gần như là kém XS có mấy trăm thôi. Đây, màn lô rồi. XS màn lô cho anh em xem đây, cho anh em này. Đây. Đấy, cảm ứng hiển thị ok hết nhá. Đó, anh em thấy không? Màn lô, tất cả mọi chức năng ok hết. Đó. XS màn lô 7.8. Đây XS Max đó, XS Max hàng zin nhá. Hàng zin thì màu vàng là 11.400.000. Màu vàng là 11.400.000. Màu trắng
là 10.800.000 nhá. XS Max bản quốc tế, máy zin. Đó. Máy zin nha anh em nhá, bản quốc tế thì em bán cho anh em là 10.800.000 cho đến 11.400.000, màu vàng 11.400.000. Tiếp theo, giới thiệu cho anh em là con này iPhone 11. Con này là bản 128GB. iPhone 11 quốc tế nhá, máy zin nha anh em nhá. Bản 128GB. Đó. Đây, 128GB. Anh em thấy không? 128GB nhá. Đó thì em bán cho anh em 12.800.000, quá là rẻ luôn. 128GB thường bây giờ người ta phải bán 13.500.000. Đó, phải bán 13.500.000. Con này là 128GB. Xem con này fade đi ok hết nhá anh em nhá. Đấy, fade đi ok hết. Máy zin, cảm ứng ok nhá. Đó, pin 87%. Đó, pin XL thì cực kỳ trâu. Đó, đây, hình thức thì đây. Hình thức thì anh em nhìn thấy, đấy màu đen nhá, con này là màu đen. Thì nhìn thấy màu đen là cái viền camera nó hơi gọi là mất sơn. Hơi gọi là mất sơn cái viền camera này. Đó, những cửa hàng khác thì nó sẽ gọi là lấy một cái bút vẽ bút lông ấy, xe tô nó sẽ không lộ. Nhưng mà em thôi, em kệ, em báo như nào em báo thẳng anh em. Đó, đây nó chỉ lấy một ít thôi. Ok chưa? Máy zin nha anh em nhá. Đó, máy zin. Thì bán giá cho anh em là 12.800.000. iPhone 11 quốc tế bản 128GB. Đó, bản 128GB. Đấy, 128GB. 11 tất nhiên lại hai SIM rồi anh em nhá, một eSIM và một SIM vật lý. Con này là con gì nào? XS256GB. 256GB con này bán giá cho anh em là 8.800. 8.800 XS256GB nhá. Đây Google Pixel 3. Google Pixel 3 bán giá cho anh em 3.800. 3.800 nhá. Bản 64 là 38. Đó, bản 64GB là 3.800. Đó, bản 64GB là 3.800 nha anh em nhá. Ok chưa? 3.800. Google Pixel 3. Còn con này là 3XL. 3XL là 4.750 nha anh em nhá. 4.750. Google Pixel 3XL 4.750. Đây, xem bên này giới thiệu cho anh em. Xem bên này giới thiệu cho anh em nhá. Đó, bên này thì có HTC U11 2 SIM, RAM 4, bộ 64. Đó, chạy con chip Snapdragon 835 nhá, 2 SIM nhá, 2.750, pin mới rồi. Anh em không phải lo, con này pin thực sự ra pin của nó yếu. Em thay pin mới sẵn cho anh em, pin chính hãng nhập 450 rồi. 450 rồi. Cả phí ship. Đó. Ok chưa? Còn tiếp theo con này là XL. XL này thì con này mới gọi là buồn này. Đó. Anh em mua con này em giảm giá cho anh em 200.000. Con này buồn tại sao? Tại vì khách nó bom hàng này. Khách đặt cọc 100.000 xong rồi bom hàng này. Đó, con này là XL nhá. XL bản Việt Nam nhá. Bản Việt Nam nhá. Bộ nhớ 128GB nhá. Ok chưa? Tất cả mọi chức năng ok hết nhá, phay phủng ok nhá. Con này thì khách bom hàng này. Pin ngoài 96% luôn. Đó. Mở giá cũ là 8.3 nhá. 8.3. Bản Việt Nam hàng ạ. Đây. Phay phủng ok hết. Đây, pin 96%. Quá là ngon. Hình thức đây. Giá cũ 8.3 giảm hôm nay cho anh em 200.000, tại con này khách nó bom. Đó. Giảm cho anh em 200.000 là 8.1 XL nhá. 8.1. Còn hàng 64GB đây. Hàng 64GB pin 8X em đã bán bản quốc tế Hàn em đã bán là 7.7 rồi. Đó, còn đây bản Việt Nam, bản 128GB là 8.1. Đó. Còn đây là hai con XL 128GB mất phơi. Hay XL 128GB mất phơi em bán với giá là 7 triệu cho đến 7 triệu 3 nhá. 7 triệu đến 7 triệu 3. Đó, tùy con. Anh em mua con nào thì em sẽ chụp ảnh cho anh em. XL 128GB mất phơi. Còn hàng 64GB mất phơi là 6 triệu 9 này. Đó. iPhone 7 là 3 triệu 2 đến 3 triệu 4 này. iPhone 8 này là 4 triệu 4 triệu 6 đến 4 triệu 8 này. Đó, iPhone 8 nhỏ. iPhone 8 nhỏ 4 triệu 6 đến 4 triệu 8 này. Pin mới 100% nhá. Tại vì dòng ý pin kém rồi. Đây XS này, XS con này màn ám siêu nhẹ, ám cực kỳ nhẹ luôn. Đây, giá cũ 8 triệu 9 anh em. Bây giờ là số giá 1 triệu nha anh em nhé. Là còn 7 triệu 9. Đó, giảm giá 1 triệu còn 7 triệu 9 nha anh em nhé. Tiếp theo là em có về mấy cây hàng chính hãng. Hàng chính hãng này thì nói chung là các chú các bác mà quan tâm hàng chính hãng ấy, hoặc là anh em muốn mua cho các bố mẹ hoặc là anh chị em, nói chung là mua cho gia đình ấy, thì nên mua hàng chính hãng, hàng mới nó sẽ ngon hơn và yên tâm hơn. Ví dụ như các chú các bác là các ông, các chú các bác gọi là nói là nó hơi trẻ, nhưng mà các ông các bà đi, các ông các bà mà lớn tuổi, hoặc là anh em ví dụ như gọi điện về cho ông bà video hoặc là Facebook thứ bình thường, hoặc cho ông bà xem nghe mạng
thì mua những con mới này được bảo hành 18 tháng nhá. Hàng chính hãng bảo hành 18 tháng và nó sẽ yên tâm hơn. Thứ hai đó là pin nó sẽ trâu. Pin dòng máy dòng này cực kỳ trâu, em lựa chọn pin trâu để bán cho anh em. Đầu tiên giới thiệu cho anh em Poco M3. Đây em chỉ quay video đây thôi nhá. Còn hàng thì những cái hàng chính hãng này thì số lượng không hạn chế nhá. Anh em mua 10 20 cây hoặc là 5 70 cây có hết nhá anh em nhá. Đây là Poco M3. RAM 4 64 GB nhá anh em nhá. Poco M3. Con này anh em nhìn trên màn hình đây là anh em biết là viên pin 6000mAh nhá. Viên pin 6000mAh. Ok chưa? Đó, RAM 4 64 GB chạy em chip Snapdragon 662. Hàng này là hàng chính hãng, được bảo hành 18 tháng ở hãng nhá. Bảo hành 18 tháng ở hãng. Rồi anh em lỗi anh em mang ra hãng nó kiểm tra, nếu mà đúng không chảy xước hoặc là không rơi vỡ hoặc là không vào nước nó sẽ bảo hành cho anh em luôn. Đó, màn con này cực kỳ rộng, màn 6,53 inch Full HD cộng. Camera sau là 48.2.2. Anh em có thể lên Google nhá, Poco M3. Đó. Camera trước con này là 8 chấm tại vì hàng nguyên siêu nên em không bóc nó và nó cũng có sẵn tiếng Việt em cũng không bóc nha anh em nhá. Đó. Hai sim, pin là 6000mAh. 6000mAh có sạc nhanh. Đó, pin 6000 nó có sạc nhanh, giá bán là 3.250. Chỉ có 3.250 anh em sở hữu thế nào. RAM 4 64 GB, pin 6000. Màn rộng, màn 6,53 inch. Và thứ hai nó hàng chính hãng, máy mới 100%, bảo hành 18 tháng. Ok chưa? 3.250.000 có cả sạc nhanh nhá. Đó, hàng mà tất nhiên là phụ kiện với cả máy trong này là sạc zin, sạc chính hãng rồi, đúng không? 3.250 Poco M3. Ok chưa? Con này là Xiaomi Redmi Note 10. Xiaomi Redmi Note 10 cũng là hàng chính hãng nha anh em nhá. Redmi Note 10 chính là hàng chính hãng, RAM 4 64 GB, trong chip Snapdragon là 678. Đó, Snapdragon 678 nha anh em nhá. Màn này là màn AMOLED, màn đẹp. 6,43 inch. Đó, 6,43 inch, con này thì chạy Android 11 luôn anh em nhá. Camera con này 48.8.2.2. Ok chưa? Hai sim, pin 5000mAh và sạc con này là sạc nhanh 33W nữa. Và tất nhiên là máy trong này là hàng chính hãng, bảo hành 18 tháng và sạc zin, phụ kiện zin các thứ trong này sẵn nhá. Đó, giá bán con này chỉ có 4.450.000. 4.450.000. Đây. Anh em nhìn thấy cái thiết kế của nó đây. Con này là bản màu đen này. Con này bản màu quay anh em ạ, quay. Đó, ok chưa? Tiếp theo là con này màu gray này. Đó, ok chưa? Là con này là con Xiaomi Redmi 9A. Con này thì dễ hơn, dành cho những các chú các bác mà gọi là kinh tế yếu hơn một chút hoặc là không muốn đầu tư nhiều vào điện thoại làm gì cả. Đó, con này thì chỉ có hơn 2 triệu một tí thôi, 2.160.000. Nhưng mà con này cũng sở hữu viên pin 5.000 nhá, và là hàng chính hãng, bảo hành 18 tháng, màn cũng rộng. Màn con này 6,53 inch nhá, RAM 2 thôi. Con này thì RAM nó hơi yếu, RAM 2 và bộ nhớ của nó 32GB thôi. Đó, ok chưa? Android 10, pin 5000, 2 sim. Camera 13 chấm và 5 chấm. 2.160.000. Xiaomi Redmi 9A, hàng chính hãng, máy mới. Còn anh em muốn chơi game thì phải dùng loại này. Anh em muốn chơi game thì Xiaomi Redmi K20 Pro này. Đó. 5.9 nha anh em nhá, bản 664 màu đen màu đỏ. Đó. Ok chưa? Camera thò thụt vân tay trong màn hình nhá. Đó. RAM 6 64 GB và chạy con chip Snapdragon 855 chiến tất cả mọi game ngon lành nhá. Màn con này không bị khuyết. Đó, tại vì cái camera thò thụt nên anh em chiến game cực kỳ sướng, màn rộng 6,39 inch. Đó, màn AMOLED, camera con này 48.13.8. Camera trước con này 20, 2 sim, pin 4000 và có sạc nhanh. Con này thì tại sao em lại không bóc hộp? Không ra cho anh em xem, tại vì em giới thiệu nhiều rồi và con này em bán cực kỳ nhiều hàng rồi. Thứ hai nữa là anh em mà đã mua con này thì anh em đã tìm hiểu con này, chắc chắn là tìm hiểu rất là nhiều, tại vì cả 20 Pro bây giờ cực kỳ hot và như những video trước ấy, hàng này không xuống giá mà thậm chí còn lên giá. Đó, 5.900.000. Em cũng không hiểu tại sao mà cái con này nó giữ giá đến như vậy. Nó vẫn giá rất nhiều người yêu thích nhá, cả 20 Pro. Tiếp theo là Redmi 5 Plus. F5 Plus thì con này bán giá cho anh em là 2.190.000. Phiên bản con này là RAM 4 64 GB nhá. F5 Plus còn hai con màu hồng. Lumia 5i thì pin con này pin 5000 nhá anh em nhá. Pin 5000, màn rộng, pin trâu. Đó, màn rộng, pin trâu. Cáp sạc, cụ sạc dây sạc này, ốp lưng này, que chọc sim, máy màn rộng này. Đây thiết kế thôi, Lumia 5i, pin 5000 nhá anh em nhá. Thì con này bán giá chỉ 2.750.000 thôi. Đó, 2.750.000 thôi. 2.750.000 Lumi 5i pin 5000. Đấy, các chú các bác cứ tham khảo mấy con nếu mà lớn tuổi thì các chú các bác cứ tham khảo mấy con 5000 dùng. Tại vì mình có chơi game đâu. Mình dùng bình thường thì cần gì mà phải cấu hình mạnh quá làm gì. Dùng bình thường thì chỉ gọi là nghe gọi cho con cháu thì đúng không? Đó, ok, Lumi 5i
2750 pin 5000 màn rộng. Đó. Tai nghe. Cái tai nghe thì này thì mấy hôm nay mới về được đây. Đó. Tai nghe AirPods Buds 2 nhá. Bản lép 11 nha anh em nhá. Giá bán trên thị trường nó rơi khoảng tầm 450 đến 600. Đó, thì em bán con này là 350.000 nhá. 350.000 thôi. Đó, tai nghe không rơi. Đó, tai nghe không rơi. Ok chưa? Lép 11. Rất là chuẩn rồi, hàng này bây giờ rất là chuẩn rồi anh em nhá. Đó, tai nghe không rơi. Ok chưa? 350.000 nhá. Anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0368 60 tiểu 2 nhá. Ok, đây, 0368 60 tiểu 2 hoặc là fanpage Phương Nam Mobile nhá. Đây. Đây, anh em gọi điện trực tiếp 0368 60 tiểu 2 hoặc là vào fanpage Phương Nam Mobile. Nhắn tin vào fanpage Phương Nam Mobile hiện trên màn hình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.